Mưa lớn từ đêm mùng 4 tháng 11 đến sáng mùng 5 tháng 11 tại tỉnh Quảng Bình làm một số địa phương miền núi bị ngập cục bộ, chia cắt. Tại huyện Tuyên Hóa có mưa vừa mưa to theo đợt, gây ngập cục bộ ở một số cầu, ngầm tràn và khu vực dân cư. Trưa nay, tổng lượng mưa đo được tại trạm Đồng Tâm, Tuyên Hóa là 335mm. Mưa lớn gây ngập một số nơi trên địa bàn, có nơi ngập sâu từ 0,5m đến 1m. Đường vào một số bản làng và đường liên xã tại các xã Lâm Hóa, Mai Hóa, Ngư Hóa, Thạch Hóa, Đồng Hóa của huyện Tuyên Hóa bị ngập nặng, giao thông chia cắt cục bộ. 89 hộ với 373 nhân khẩu tại các địa phương này bị cô lập tạm thời. Mưa lớn cũng gây sạt lở đất tại khu vực thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa. Chính quyền địa phương đã vận động sơ tán 11 hộ với 41 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Sạt lở tại khu vực đồi Phòng Không, xã Đức Hóa đe dọa nhiều hộ dân bên dưới. Địa phương đã vận động sơ tán 66 hộ với 213 nhân khẩu đến nơi an toàn. Thưa quý vị, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao. Vào rạng sáng nay, lượng mưa ở Đà Nẵng có nơi lên đến hơn 155mm, khiến hàng loạt tuyến phố ngập nửa mét, ô tô, xe máy phải đẩy bộ. Học sinh cũng được cho nghỉ học trong ngày hôm nay. Cụ thể, tổng lượng mưa trong 3 giờ tại các quận huyện phổ biến 40-130mm, riêng trạm khí tượng Đà Nẵng là 143mm, Suối Đá, bán đảo Sơn Trà 155mm. Lúc 4 đến 5 giờ, mưa lớn xuất hiện ở khu vực ven biển quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và trung tâm thành phố quận Hải Châu, Thanh Khê, khiến hàng loạt tuyến phố bị ngập. Trên phố Lê Duẩn, nối quận Thanh Khê với Hải Châu, hàng loạt ô tô xe máy phải đẩy bộ qua đoạn ngập 0,5m từ đường Hoàng Hoa Thám đến Ông Ích Khiêm. Nhiều người phải chạy xe lên vỉa hè. Hàng loạt trường học ở trung tâm thành phố như tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Hải Châu đã phát thông báo cho học sinh nghỉ học. Nhiều nhà dân ở vùng thấp trũng bị nước tràn vào. Ngày 5 tháng 11, theo tin từ Công an Nghệ An đã bắt được tên trộm đột nhập tiệm vàng lấy đi nhiều tài sản trị giá gần 300 triệu đồng trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trước đó, ngày 29 tháng 10, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận đơn trình báo của chủ một tiệm vàng trên địa bàn xã Nghi Xuân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường. Ngày 1 tháng 11, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy, sinh năm 2004, trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, rạng sáng 29 tháng 10 năm 2024, Huy đột nhập vào khu vực trưng bày, kinh doanh vàng ở tầng 1 của gia đình bị hại, lấy trộm 4 khay vàng trong tủ và 3 đồng hồ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Để thực hiện chót lọt hành vi phạm tội, trước khi gây án, đối tượng đã nhiều lần khảo sát địa bàn xung quanh tiệm vàng để thăm dò tình hình và chờ thời cơ thuận lợi để gây án. Ban chuyên án đã thu giữ tang vật gồm 37 dây chuyền vàng, 7 lắc vàng, 2 nhẫn bạc, 1 dây bạc và 3 đồng hồ, tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Số tang vật này được đối tượng cất giấu tại các khu vực vắng dân cư thuộc phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Mặc dù các địa phương có nhiều kế hoạch hạn chế sử dụng, xe máy vẫn là phương tiện đi lại của số đông người dân Việt Nam, chiếm từ 85-90% lưu lượng phương tiện trên đường và liên quan tới 60-70% số vụ tai nạn. Trong đó, hiện tượng trẻ dưới 16 tuổi điều khiển xe hai bánh gặp tai nạn giao thông đang diễn biến phức tạp. Để học sinh hiểu biết quy tắc giao thông và có kỹ năng lái xe, Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề xuất trẻ từ 16-18 tuổi được cấp chứng chỉ lái xe để nâng cao ý thức, kỹ năng lái xe máy. Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nhóm thanh thiếu niên 16 đến 18 tuổi được điều khiển xe máy dung tích dưới 50cc một cách hợp pháp, trong khi nhóm này vẫn thiếu kiến thức và thiếu kỹ năng điều khiển. Luật Trật tự An toàn Giao thông yêu cầu nhóm trẻ này phải hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng điều khiển phương tiện, đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe. Tuy nhiên, thế nào là hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ và có kỹ năng điều khiển xe còn đang bỏ ngỏ? Để học sinh hiểu biết quy tắc giao thông và có kỹ năng lái xe, ông Minh đề xuất nhóm trẻ từ 16 đến 18 tuổi được kiểm tra lý thuyết và cấp chứng chỉ giấy phép lái xe. Nhà trường có thể kết hợp với cơ quan cảnh sát giao thông, cơ sở đào tạo, tổ chức thi. Cơ quan chức năng có thể ban hành tài liệu hướng dẫn cơ bản để gia đình tham khảo, hướng dẫn trẻ và nhà trường tổ chức thi. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2023 có khoảng 2.300 trẻ em dưới 18 tuổi tử vong và bị thương do tai nạn giao thông. Trong đó có khoảng 1.000 trẻ tử vong, 80% nhóm này rơi vào độ tuổi từ 15 đến 18. Trung tâm Phát
phát triển Quỹ đất Hoài Đức vừa tổ chức cuộc đấu giá 20 thửa đất tại khu xứ Đồng Lòng Khúc, xã Tiền Yên. Các lô đất này có diện tích từ 89 đến 145m2, đều có giá khởi điểm 7,3 triệu đồng một mét vuông. Dù lượng người tham dự giảm mạnh so với đợt 1, đất đấu giá huyện Hoài Đức vẫn có lô trúng hơn 100 triệu đồng một mét vuông, gấp 14 lần giá khởi điểm. Theo đại diện đơn vị tổ chức đấu giá, lô đất có mức trúng cao nhất là 103,3 triệu đồng một mét vuông, tương đương hơn 14 lần giá khởi điểm. Lô trúng thấp nhất có giá 85,3 triệu đồng một mét vuông, gấp gần 12 lần giá khởi điểm. Như vậy, so với phiên đấu giá 19 thửa đất cũng tại khu vực này cách đây gần 2 tháng, giá trúng hiện có phần hạ nhiệt hơn. Dù không cao bằng kỷ lục ở hôm 19 tháng 8, một số nhà đầu tư vẫn cho rằng mức giá hơn 100 triệu đồng một mét vuông cho khu đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cao hơn so với mặt bằng chung thị trường quanh khu vực này. Một số nhà đầu tư đấu giá đất cho biết các lô đất trúng gần 2 tháng trước hiện không có thanh khoản. Cách đây 2 tuần, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết hết hạn nộp tiền đợt 1 cho 19 lô đất trúng đấu giá hôm 19 tháng 8. 6 người trúng 11 thửa đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trong đó có cả lô trúng cao nhất với 133 triệu đồng một mét vuông. Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập tổ giám sát để theo dõi, giám sát việc bán thuê mua nhà ở xã hội kể từ ngày xét duyệt đối tượng đến khi chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán cho thuê mua. Đây là nội dung được đưa ra trong dự thảo quyết định ban hành quy định về quản lý bán cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Trước tối thiểu 30 ngày kể từ ngày dự kiến thực hiện xét duyệt đối tượng mua thuê mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp huyện các thông tin liên quan gồm tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, danh sách các đối tượng đã đăng ký, thời gian dự kiến xét duyệt hồ sơ, thời gian dự kiến bốc thăm lựa chọn căn hộ, thời gian dự kiến ký hợp đồng để theo dõi, giám sát. Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định thành lập tổ giám sát để theo dõi, giám sát việc bán, thuê mua nhà ở xã hội kể từ ngày xét duyệt đối tượng đến khi chủ đầu tư ký hợp đồng với khách hàng. Thành viên tổ giám sát phải có tối thiểu 3 khách hàng được chọn ngẫu nhiên trong danh sách các đối tượng đã đăng ký do chủ đầu tư cung cấp và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở. Bộ Tài chính vừa có công văn xin ý kiến các bộ ngành liên quan về đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2025. Theo đó, dự kiến mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ ethanol giảm từ 4.000 đồng còn 2.000 đồng trên 1 lít, nhiên liệu bay giảm từ 3.000 đồng còn 1.000 đồng trên 1 lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm còn 1.000 đồng trên 1 lít, mỡ nhờn giảm 1.000 đồng trên 1 kg, dầu hỏa giảm còn 600 đồng trên 1 lít. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường trong năm 2025 đối với xăng, trừ ethanol, dầu, mỡ nhờn, giảm khoảng 70% đối với nhiên liệu bay và 40% đối với dầu hỏa. Thực tế, việc thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn thời gian qua đã phát huy hiệu quả trong việc góp phần kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, về phía Bộ Tài chính, việc giảm mức thuế đã giảm khoản thu về cho ngân sách nhà nước.